Tiền đạo Brazil chia tay công an Hà Nội fan club, đến bến đổ không ngờ. Tiền đạo Govan Mano chia tay câu lạc bộ công an Hà Nội để gia nhập đội bóng suýt xuống hạng mùa trước là Hà Tĩnh. Sau một năm thi đấu cho công an Hà Nội, Govan Mano đã nói lời chia tay. Vì chấn thương nên tiền đạo người Brazil chỉ đóng góp được 2 bàn thắng cho đội bóng ngành công an và không đạt điều kiện ở lại. Rời công an Hà Nội, Govan được nhiều đội bóng V-League mời chào nhưng bất ngờ chọn Hà Tĩnh, đội bóng suýt xuống hạng mùa trước, chỉ trụ lại sau khi hạ PVFCANG3-2 ở trận play-off. Dù đã 30 tuổi nhưng kinh nghiệm của Govan hứa hẹn giúp đại diện miền Trung chơi tốt hơn ở mùa tới. Đây là câu lạc bộ thứ 5 trong 5 năm ở Việt Nam mà tiền đạo này đầu quân, sau Sài Gòn Fan Club, Hà Nội Fan Club, Viettel và Công an Hà Nội. Trong khoảng thời gian trên, Govan ghi được 29 bàn và có 26 kiến tạo sau 93 trận. Theo lịch thi đấu vòng mở màn V-League 2024-25, Hà Tĩnh sẽ gặp đương kim vô địch Nam Định vào ngày 14 tháng 9.